Chúng ta đều thấy là Hoàng Anh Gia Lai đã chơi một trận đấu rất hay. Chúng ta không hề lép vế so một chút nào so với Chon Buk. Vậy thì kể từ ngày thứ 6 vừa qua, sau trận đấu chúng ta đã để thua rất đáng tiếc, thì cả đội đã có những biện pháp nào để cải thiện về mặt kỹ chiến thuật cũng như là tinh thần để ngày hôm nay chúng ta đã có một trận đấu hay đến như vậy? Em nghĩ là cũng không có gì thay đổi lắm. Khi trận đấu trước bọn em gặp Chon Buk, em đã thi đấu rất là tốt nhưng mà chỉ thua phút cuối. Nên sau khi đã sau trận đấy thì bọn em cũng biết là thực lực bọn em như nào và bọn em có thể đá với Chon Buk như thế nào. Nên hôm nay cả đội đã tự tin hơn và thi đấu tốt hơn. Bạn đánh giá như thế nào về bàn thắng của bạn? Nó cũng giúp cho bạn đã thoát khỏi khá nhiều những sức ép. Và nó cũng là một cái bàn thắng nó rất có ý nghĩa trong một cái giai đoạn đặc biệt quan trọng này. Nó giúp cho Hoàng Anh Gia Lai đã giữ lại những hy vọng để có thể có được một vị trí tốt hơn nữa, thậm chí là tấm vé đi tiếp. Em nghĩ là thật sự là em đã rất là lâu rồi em chưa cảm giác ăn được bàn thắng của bản thân của mình. Nên thật sự khi bàn thắng này em rất là vui, giải tỏa được rất nhiều áp lực đối với bản thân em. Thì em nghĩ sau qua bàn thắng này thì em sẽ đá tốt hơn và tự tin hơn những trận đấu sắp tới. Và em hy vọng là với tinh thần như vậy thì đội em sẽ thi đấu tốt hơn những trận đấu lớn. Em không đánh tiếp là đi tiếp hay không, và em chỉ đá thi đấu từng trận một. Tại vì bây giờ vấn đề thể lực cũng là rất là quan trọng. Cảm ơn bạn. Chúc mừng anh em.